So you gave a permit so we could be together. You're my angel. Bắt gặp quả chó 60kg được bố mẹ chở đi dạo ngoài đường. Hôm nay khi đang trên đường về nhà sau một ngày mệt mỏi thì mình bắt gặp một hình ảnh vô cùng đáng yêu như này đây. Một gia đình với 3 người đang đèo nhau trên con xe tay ga trên phố. Không biết là đang đi đâu nhưng trông có vẻ cồng kềnh lắm. Ý mình cồng kềnh ở đây là vì khi quay tới cái người ngồi phía trước này mới thấy cồng kềnh nè. Nhìn ông đi, trời ơi là trời, ban đầu còn tưởng thằng nhóc nào mặc áo vàng đang ngồi phía trước không á. Còn tính xoay qua, bảo với đứa bạn ngồi sau lưng là: "Ê, cái thằng nhóc áo vàng này mập ghê mày." Tới lúc quay cái mặt thì mới bất ngờ kiểu: "Ủa con lợn nào đây? Coi chịu nổi chưa? Sơ sơ chắc cỡ 60kg chứ mấy. Ngồi mà cái cổ xe không nhúc nhích được luôn mà." Hèn chi quay từ phía sau, thấy chiếc xe cứ chạy loạng choạng. Hóa ra nguyên nhân là do ông thần chó béo ú này. Cô chú xoay qua nhìn thấy có người đang quay con trai mình thì cũng liền cười vô cùng đáng yêu, như kiểu quen với việc bị quay lại khi dẫn con trai cưng đi ra đường rồi. Trong cái gia đình hạnh phúc gì đâu á, mà cái ông chó kia cũng ăn bớt bớt lại nha, chứ thêm vài ký nữa là phải chở bằng xe ba gác luôn, chứ xe máy nào chở nổi với cái tướng của ổng cờ chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.